Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Cặp đôi vẫn tổ chức đám cưới dù dịch Covid-19 khiến hai người tử vong. Dù tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến xấu trên thế giới, nhưng Việt Nam đã 70 ngày không có xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng và vẫn chưa có ca tử vong ghi nhận vì virus corona. Tại khu vực Đông Nam Á hiện nay có Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy đứng trước tình hình dịch phức tạp nhưng một cặp đôi ở quốc gia này bất chấp dịch Covid-19 mà tổ chức lễ cưới khiến nhiều người bị ảnh hưởng nặng. Bộ Tôn giáo của Indonesia cho phép người Hồi giáo tổ chức lễ cưới. Theo như trang Quốc Bút đưa tin, vào ngày 10 tháng 6 2020 vừa qua, Bộ Tôn giáo của Indonesia đã ra thông báo cho phép những người theo đạo Hồi giáo được tiến hành tổ chức các nghi lễ trong đám cưới, tuy nhiên phải trong khuôn khổ theo đúng quy định mà Bộ Tôn giáo của Indonesia đưa ra. Việc tổ chức nghi lễ đám cưới nếu diễn ra tại văn phòng tôn giáo thì số khách mời phải ở mức từ 10 người trở xuống, không được vượt hơn. Đối với lễ cưới được tổ chức tại các hội trường lớn, số khách mời được cho phép phải ít hơn 20 người. Cặp đôi tổ chức lễ cưới và hệ lụy lặng lẽ 30 người dương tính với Covid-19, 2 người đã tử vong. Quy định của Bộ Tôn giáo Indonesia được công bố chưa được bao lâu, một cặp đôi ở thành phố Semarang, Indonesia đã tiến hành tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, cặp đôi này không thực hiện đúng quy định trong lễ cưới, số khách mời lên đến 30 người. Những quy định, quy trình y tế của do Bộ Tôn giáo ban hành cũng bị cặp đôi này ngó lơ. Hậu quả nặng nề đằng sau lễ cưới đó chính là các thành viên trong gia đình, cô dâu và chú rể đều ngã bệnh và được xác định là dương tính với Covid-19. Theo Bộ Y tế Indonesia, đã có 30 người liên quan đến đám cưới nhiễm bệnh. Ngoài ra, đã có 2 trường hợp không qua khỏi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.